Hôm nay là thứ thứ ngày 21 tháng 8, bắt đầu luyện tập shadowing. Bạn lạc lạc Việt Nam ngô chúng ta chưa được gọi là Việt Nam ngô phrase 2 bản, 今日からは2番 restaurant で使う Việt Nam ngô phrase 80 ってやつね。はい、バッタウニャ。ご予約はされていますか？Quý khách đặt bàn chưa ạ? Quý khách đặt bàn chưa? Quý khách quý đặt khách bàn đặt chưa ạ? Bàn chưa ạ? Quý khách đặt bàn chưa ạ? Quý khách đặt bàn chưa? Quý khách đặt bàn chưa? 2 miếng vị trí を予約しています. Tôi đã đặt một bàn hai người. 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 何名様ですか? Quý khách đi mấy người ạ? 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 Mấy người ạ? 5 人です。Tôi đi 5 người. Tôi đi 5 người. お名前をお伺いしてもよろしいですか? Cho tôi xin tên của quý khách. Cho tôi xin tên của quý khách. どちらのお席がよろしいですか? Quý khách muốn ngồi ở đâu ạ? Quý khách muốn ngồi ở đâu ạ? Quý khách muốn ngồi ở đâu ạ? 2 名の席でお願いします。Cho tôi một bàn hai người. ここに座ってもいいですか? Chúng tôi ngồi ở bàn này được không? Chúng tôi ngồi ở bàn này được không? 空いている席はありますか? Mình còn bàn trống nào không? Xin vui lòng đợi để được sắp chỗ. Vui lòng đi theo tôi. Vui lòng đi theo tôi. Mời anh đi hướng này à? こちらの席でよろしいですか? Chỗ này được không ạ? ここでタバコを吸ってもいいですか? Chỗ này hút thuốc được không? Thuốc
được không? Chỗ này có tốt được không? Nhà hàng còn chỗ gần cửa sổ không? Nhà hàng còn chỗ gần cửa sổ không? Nhà hàng còn chỗ gần cửa sổ không? Ok, còn số cả. Giờ sai rồi. Xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Hãy xin lỗi.